liên quan đến vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 9 tháng 1, khiến 3 cán bộ chiến sĩ công an bị thiêu sống. Dự kiến sẽ được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử trong tháng 8 năm 2020. Mới đây, luật sư Hà Huy Sơn, một trong số hơn 10 luật sư được Dư Thị Thành, vợ Lê Đình Kình, Bùi Thị Minh, con gái Bùi Viết Hiểu và thân nhân các đối tượng thuê để bào chữa cho các bị cáo có liên quan như Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Quốc Tiến đã có những chia sẻ trên mạng xã hội về những suy nghĩ của một luật sư liên quan đến vụ án này. Kênh Việt Nam Thời Báo xin được chia sẻ và đưa ra một số phân tích, luận giải để quý khán giả hiểu rõ hơn về vụ án sắp được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử trong thời gian tới. Về vấn đề nguồn gốc đất Đồng Xanh tại sân bay Miếu Môn, trong chia sẻ của mình về việc bào chữa, luật sư Hà Huy Sơn cho biết sẽ không đề cập sâu về vấn đề đất đai. Quan điểm này của luật sư Hà Huy Sơn được đông đảo những người quan tâm đồng ý, bởi mọi vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất Đồng Xanh tại khu vực đất sân bay Miếu Môn đã được các cơ quan có thẩm quyền thanh tra trả lời công khai, minh bạch. Trong bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố được công khai trước dư luận. Người dân Đồng Tâm và nhân dân cả nước hiểu lý do đấu tranh để giữ đất của nhóm Lê Đình Kình chỉ là ngụy biện. Những gì Lê Đình Kình cũng như những kẻ trong tổ đồng thuận nói trước đây về nguồn gốc đất Đồng Xanh chỉ là cái bánh vẽ để kích động, lôi kéo một số người dân tham gia gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Nhiều người nhận định, quan điểm này của luật sư Hà Huy Sơn sẽ đi ngược lại với mong muốn của các đối tượng chống đối chính trị, thân nhân các đối tượng bị bắt giữ và số đối tượng còn lại trong tổ đồng thuận. Bởi số này đang muốn lợi dụng phiên tòa để vu cáo chính quyền, khẳng định đất Đồng Xanh là đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, như lời Lê Đình Kình khi còn sống vẫn xuyên tạc trước đây. Tuy nhiên, việc không đề cập sâu đến vấn đề đất đai như lời của luật sư Hà Huy Sơn chia sẻ cũng thể hiện mong muốn của luật sư khi bảo vệ thân chủ của mình. Bởi nếu đề cập đến thì đó sẽ là gậy ông đập lưng ông, phơi bày ra những sai phạm của chính thân chủ mà luật sư Sơn đang được thuê bảo chữa. Khi đó tội trạng có thể sẽ nặng hơn. Một vấn đề nữa về nguyên tắc liên quan đến sự thật của vụ án và làm giảm trách nhiệm hình sự của bị cáo trong vụ án của luật sư Hà Huy Sơn. Mỗi người dân hiểu biết pháp luật đều biết kết luận điều tra, cáo trạng đều dựa trên tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra và được thể hiện trong hồ sơ vụ án. Luật sư Sơn cùng với các luật sư khác đã được tiếp cận, sao chụp hồ sơ vụ án, được gặp thân chủ, và luật sư Sơn đã ý thức sự thật của vụ án là việc chính thân chủ của mình đã thực hiện hành vi giết người, chống người thi hành công vụ, nên muốn tìm mọi cách làm giảm trách nhiệm hình sự cho các bị cáo, trong đó có việc để các bị cáo của mình thực hiện quyền im lặng. Luật sư Sơn sẽ không hỏi các bị cáo tại phiên tòa. Mặt khác, luật sư Sơn cũng thể hiện nếu hồ sơ có yếu tố dàn dựng thì sẽ bộc lộ mâu thuẫn. Điều này cho thấy sau khi tiếp cận hồ sơ vụ án, đến nay chính luật sư Sơn cũng chưa phát hiện ra cái gọi là dàn dựng trong hồ sơ vụ án như những gì các đối tượng chống đối chính trị như Nguyễn Lân Thắng, Mai Phương Thảo, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Thúy Hạnh vẫn xuyên tạc trên mạng xã hội cho rằng 29 đối tượng vô tội. Kết quả điều tra không khách quan, cơ quan công an trù dập người đấu tranh chống tham nhũng. Như vậy, với những chia sẻ của luật sư Hà Huy Sơn về cảm quan, chúng ta có thể thấy rằng luật sư Hà Huy Sơn đã có những cách nhìn nhận về bản chất vụ án khá khách quan và thận trọng. Hiện tại, người dân xã Đồng Tâm và dư luận cả nước đang rất quan tâm, chú ý đến việc xét xử số đối tượng trong sự việc xảy ra tại Đồng Tâm. Rất mong các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm đưa ra xét xử đối với Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Công, Nguyễn Quốc Tiến và những đối tượng khác để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh đó, hy vọng rằng luật sư Hà Huy Sơn cũng như những luật sư tham gia bào chữa cho số bị can này hãy phát huy phẩm chất đạo đức, tư cách của những con người hành nghề luật sư, góp phần vào công tác xét xử đúng người, đúng tội, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.